Trời nắng nóng mà mỗi khi ra đường, cái cách tốt nhất là che chắn kỹ lưỡng để chăm sóc cái làn da của mình, đúng không chị em? Hôm nay các bạn thế nào rồi? Thấy vui hay là mệt? Bữa nay có dịp ghé sang thăm nhà chị chơi, mà mỗi lần ghé là chị nói để chị coi cho tụi em coi có gì mới không. Chị không phải là chuyên người coi bói, mà mình cũng phải là tín đồ mê tín, mà được cái coi bói nó cũng vui lắm á mọi người. Chỉ còn một tia hy vọng nhỏ thôi là thấy vui ngang. Trời lúc này oi quá nên chơi cho đã nhà chị, rồi mình chọn cái khu này để ăn trưa. Dọc ven theo bờ sông có nhiều cây xanh nữa, nhìn cái bụi tre mấy ngói là thấy thân thiện rồi, rất là thoáng và gần gũi nữa, mát mẻ cực kỳ luôn. Còn xa xa kia là bờ sông, nghe đâu cái khu này dọc theo bờ sông rất là nhiều hàng quán luôn. Ăn trưa nói đủ thứ chuyện trên đời hết, chuyện từ năm ngoái tới năm nay, vậy mà thời gian trôi qua nhanh chút xíu tới giờ về rồi. Nghe chị nói gần đây có đò đi ngang để về nhà mình nó tiện với gần hơn, mà mình sợ trễ nên thôi, đi đường nào thì về đường đó, để lần sau có dịp mình sẽ đi đò thử xem sao.